Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Thì bạn nào mà chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh nha các bạn. Thì hôm nay thì mình tiếp tục mình làm video về cái chủ đề là trồng hoa Tết, đặc biệt là chia sẻ cho anh em về cái thời điểm mà trồng bông vạn thọ ha. Thì trước đó thì mình có chia sẻ cho anh em về cái giống là 06 nè, cũng như là cái 09 của Mekong nha các bạn ha. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái thời điểm là trồng cái bông vạn thọ Mỹ F1 cao lỡ vàng chanh ha, có ký hiệu là Super B1. Đó, thì đây là cái loại bông vạn thọ là dạng bông to nha anh em ha, nhưng mà đặc biệt á, nó là siêu cổ lùng. Thì cũng có là một vài bạn đã bình luận trong kênh của mình á, thì các bạn hỏi về cái thời điểm trồng, trồng làm sao mà cho nó đúng Tết ha. Thì thật ra mà để nói mà cho nó đúng Tết đó các bạn, thì nó có rất là nhiều thời điểm và tùy vào cái khu vực. Nhưng mà mình ở đây á, là mình cái khu vực là mình là miền Tây nha anh em ha. Thì mình sẽ là chia sẻ cho anh em là cái khu vực là miền Tây của mình để mình chia sẻ cho nó hợp lý. Còn những cái người bạn mà ở ngoài miền Bắc á, cái xứ lạnh á, thì các bạn sẽ gieo vào một cái thời điểm khác. Tại vì á, khi mà bông vạn thọ của mình các bạn mà nó ở cái xứ lạnh á, thì nó sẽ chậm chỗ hơn là những cái xứ mà nó ấm áp ha. Đặc biệt là xứ miền Tây của mình á, là nó có khí hậu là nó nhiệt đới. Đó, thì đối với cái giống bông mà vạn thọ mà F1 cao lỡ vàng chanh này các bạn, thì cái thời gian mà nó trổ đẹp với các bạn là nó từ là 50 ngày cho đến là 60 ngày, tức là 2 tháng nha anh em ha. Thì anh em có thể gieo vào đầu tháng 11 ha, hoặc là cuối tháng 10. Đó, thì anh em có thể là gieo cái khoảng thời gian đó. Thì thông thường á, thì như mình á, thì mình sẽ gieo vào cái ngày là 28 tháng 10 âm lịch nha các bạn ha. Đó, và đúng một tháng sau, tức là 30 ngày á, thì mình sẽ bấm cơ mộc cho nó. Mình đi mộc cơi và mình để thành nó cũng đúng Tết nha anh em ha. Đó, hoặc là anh em có thể là anh em bấm trễ hơn chút xíu nữa là ngày mùng 2 tháng 12 âm lịch, nó trùng với những cái loại giống bông như là 06 nha anh em ha, hoặc là 09 luôn, nó trùng luôn. Nhưng mà đối với cái giống bông mà 06 thì anh em là nên gieo vào cái ngày 25, nó thì nó sẽ là tới cái ngày Tết á, thì nó sẽ đẹp hơn, cái bông nó sẽ là lâu tàn hơn nó. Và cái khu vực mà mình chia sẻ cho anh em ở đây á, là cái khu vực là miền Nam nha anh em ha, là bắt đầu là từ Long An, Tiền Giang nè, Bến Tre nè, đổ về Cà Mau nha anh em. Còn những cái tỉnh miền Đông hoặc là những cái xứ lạnh khác thì mình ở đây là mình khuyên các bạn là nên gieo sớm hơn, tức là tầm đâu khoảng đâu là ngày 20 tháng 10 âm lịch là mình có thể là mình gieo được rồi nhanh anh em ha. Đó, tại vì nó chỗ rất là chậm luôn, tại vì cái xứ lạnh á, thì do đó thì mình phải gieo sớm đặng cho nó kịp Tết ha. Mà trong cái trường hợp á, mà anh em mà gieo sớm rồi mà nó trổ không kịp nữa đúng không, thì anh em cứ xách cái đèn ra, anh em xông cho nó. Khi nó ra được những cái nụ bông, cái nụ bông này á, là nó đã ra được cái bông rồi nha anh em ha. Còn khi mà nó ra những cái búp á, thì anh em không có xông đèn cho nó ha. Anh em mà nó ra những cái búp á, mà anh em xông đèn là nó sẽ bị chai. Mà khi mà nó ra được những cái chớm bông nhỏ anh em, thì anh em xông đèn cho nó thì bông nó lập tức thì nó sẽ phát rất là nhanh luôn nó. Hoặc là anh em đưa ra ngoài nắng, nhưng mà ở cái khu vực mà xứ lạnh á, thì cái ánh nắng thì nó ít đó các bạn, thì các bạn là nên xông đèn, các bạn hạn chế đi những cái dòng phân mà kích hoa ha. Kích hoa đồng ý là nó cũng sẽ là mau trổ, nhưng mà nó đặc biệt các bạn là nó vừa tốn tiền nè, mà nó vừa là mau tàn nữa. Ví dụ như mình có thể kích như những cái phân bốn lá mà có là lân anh em, hoặc là những cái thuốc dưỡng như là Atonit á, nó thì bông của mình nó cũng sẽ là mau trổ nha anh em ha. Thì đó là cái chia sẻ của mình ha. Còn về cái vấn đề mà giá thể anh em, thì anh em có thể là đi cái tro thôi, anh em không cần phải là mua những cái sơ dừa ha. Sơ dừa anh em mà không biết xử lý á, thì nó bị chát lắm. Thông thường anh em mà trồng sơ dừa thì anh em phải là đi ngâm nước, nó rất là cực công cho anh em luôn. Hoặc là cái phân chuồng cũng vậy, phân chuồng là mình phải ủ với Trichoderma rồi sau đó thì mình mới sử dụng được nha anh em ha, không là nó rất là nóng luôn đó. Còn anh em cứ mua tro, mà tro này á, anh em mua ở những cái chỗ mà người ta bán giống cây trồng á, là người ta đã xử lý sẵn rồi, anh em về là anh em sử dụng thôi, anh em không cần phải xử lý nữa, nó rất là tiện cho anh em luôn nha. Đó, thì mình quay trở lại với cái bông vạn thọ Mỹ F1 cao lỡ vàng chanh này nè. Thì cái bông của nó rất là to nha anh em ha. Cái đường kính của nó mà khi mà anh em trồng mà nó đúng Tết á, thì nó tầm khoảng đâu là 8 đến 12 cm luôn. Nó cái cổ nó rất là lùng nha anh em ha. Đó. Còn khi mà anh em mà trồng cái bông này nè, mà bắt đầu trồng á, là cái ngày là 28 tháng 10 âm lịch phải không, thì tầm đâu khoảng đâu là từ 12 cho đến 15 ngày, hoặc là 18 ngày luôn. Thì anh em có thể là anh em ra chậu từ từ ha. Có nghĩa là
anh em thấy cây nào cao anh em làm từ 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 cho nó đổ, tại vì anh em trồng cái số lượng là lớn mà. Và khi trồng ươm hạt giống thì mình có chia sẻ trước đó một cái video vừa rồi luôn nó, mình chia sẻ cho anh em về cái cách trồng nè, cũng như là cách tưới phân nè, anh em có thể là xem lại cái video đó ha. Thì video này thì mình chỉ chia sẻ sơ thôi, là anh em là nên ghim nó, anh em cực công ha, anh em ghim nó nha. Còn nếu như mà anh em mà trồng kinh doanh nhiều thì anh em là nên để nằm, xong đó là anh em lấy cái tro, anh em dùng cái sàng, anh em sàng khoảng đâu là hai ly thôi, hai ly tro, và sau đó thì anh em tưới nước cho nó ha, tưới nước vào cái ngày buổi sáng. Anh em không nên tưới nước nhiều ha, anh em tưới nước nhiều là nó sẽ bị là dạng như là úng, anh em nó ngập úng và nó cái độ nảy mầm của bông dạng thọ mình nó rất là kém luôn đó. Ở đây thì mình chia sẻ cho anh em vậy. Còn cái bông dạng thọ mà vàng chanh này á, thì cái chiều cao của nó là từ 65 đến 75 cm nha anh em ha. Anh em chỉ việc bấm một cơi thôi. Đối với những cái giống lùng á, những cái giống lùng như là 06 á, anh em mà muốn nó cao thêm một chút xíu á, nhưng mà bông nó nhiều á, thì anh em bấm hai cơi. Ví dụ như là ngày 25 tháng 10 âm lịch là mình gieo, thì cái ngày 24 11 âm lịch á, thì mình sẽ bấm ngọn cho nó. Thì mình sẽ đợi cho nó rổ là đúng Tết nha anh em ha. Còn nếu như mà anh em mà để cho nó cao chút xíu nữa thì anh em bấm ngọn vào cái ngày mùng 2 tháng tháng 12 đó. Thì đó là những cái chia sẻ của mình ha. Thì bạn nào mà muốn mua cái hạt giống mà dạng thọ Mỹ F1 cao lỡ vàng chanh này á, thì mình có để link ở dưới đường mô tả đó, anh em bấm vào anh em mua nha. Và cái đường link này là anh em mua ở trên là sàn thương mại điện tử nha, chứ mình là không có bán nha. Ở đây là mình chỉ tiếp thị cho anh em thôi, để anh em mua thôi cho nó chất lượng, tại vì ở trên mạng các bạn thì giống cũ giống mới gì anh em đâu có biết đâu. Và ở đây là mình là người mua rồi và mình đã ươm rồi, mình thấy nó lên và mình chia sẻ cho anh em để anh em tiện mua nó. Còn về cái thời điểm thì anh em cứ vào cái kênh của mình á, chia sẻ cho anh em đủ về cái thời điểm luôn nó, anh em có thể là tự do mà chọn cái giống mà để anh em trồng ha. Thì anh em có thể là mua ở trên đây được nha. Đối với những bạn mà trồng ít á, thì một tép như vậy á, thì nó tầm đâu khoảng đâu là 10 ngàn cho đến 15 ngàn thôi. Nó anh em thêm tiền ship nữa thì cũng không có bao nhiêu. Còn anh em nào mà trồng kinh doanh á, thì cũng có luôn nha anh em ha. Gói nó là 300 hạt là 150 ha. Mình cũng đã test thử rồi. Cái độ nảy mầm lên tới khoảng đâu là 80% luôn. Nó đồng ý là nó sẽ có những cái giống những cái hạt nó lép nha anh em, chứ không phải là nó lên hết 100% đâu. Tại vì giống dạng thọ này á, thì nó rất là khó lên luôn, nó rất là khó lên, anh em phải trồng kỹ rồi anh em mới xử lý nó được nha anh em ha. Đó thì đó là cái chia sẻ của mình. Thì bạn nào mà có câu hỏi gì liên quan đến mà cái bông dạng thọ này nè, anh em cứ hỏi mình ha. Về ví dụ như là héo xanh này nọ đó, rồi cách rễ phân như thế nào thì mình sẽ trả lời cho anh em. Nhưng mà ở kênh của mình là chủ yếu là chia sẻ cho anh em về cái thời điểm thôi. Còn về cái phần mà kỹ thuật á, anh em có thể là xem nhiều nhiều cái kênh khác ở trên YouTube. Người ta hướng dẫn anh em rất là nhiều luôn, từ năm này mà qua năm nọ luôn, về cách trổ bông sớm, rồi trổ bông trễ nó như thế nào đó, nó đầy đủ luôn. Mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video gần nhất của mình ha. Các bạn hãy đăng ký kênh ha. Rồi, mình xin được mến chào.